Giữa đêm thanh vắng, những đốm lửa lập lòe ma quái ẩn hiện giữa đêm đen, làm tăng thêm sự rùng rợn, gây nên nỗi sợ hãi. Ngày xưa thì các cụ vẫn cứ hay kể là cứ trăng trăng thanh gió mát thì lại thấy nên như thế. Người ta chỉ gọi là nhìn thấy thấy dập dờn ở trên không ấy, bay nó dập dờn, nó cứ xa xong nó lại gần, xa nó lại gần, hai cái bóng như là cứ lóe lên lóe xuống sợ lắm. Một hiện tượng độc đáo của tự nhiên, nhưng lại được bao phủ bởi những câu chuyện kinh dị và huyền bí mà dân gian thường gọi là ma chơi. Trong tác phẩm Kiều của đại danh hào Nguyễn Du có câu: lập lòe ngọn lửa ma chơi, tiếng oan vang vẳng, tối trời càng thương. Ma chơi theo cách nói của người dân phía Bắc hay ma chơi theo tiếng của vùng Bắc Trung Bộ là một hiện tượng khá phổ biến trong tự nhiên. Nó thường gây nên sự mất bình tĩnh, thậm chí là sợ hãi, hoảng loạn cho những người bất ngờ chứng kiến. Tuy nhiên, trên thực tế là có rất ít người được tận mắt nhìn thấy, nên đến nay vẫn chưa có nhiều tài liệu hoặc hình ảnh ghi nhận hiện tượng này. Chính vì thế, nó càng trở nên huyền bí và là nỗi ám ảnh của nhiều người. Các cụ nói là kiểu như là vong hồn hay là những cái gì của người ta, lúc người ta mất, người ta chưa được siêu thoát hay sao ấy, thì là trong những cái lúc trở trời trở đất này là người ta muốn là người ta, ta thoát ra, người ta dập dờn đi. Tôi thì tôi chưa nhìn thấy, nhưng mà các cụ là kể là nó cứ lập lòe, người ta bảo lập lòe như thể ma chơi, nó hai cái bóng như là cứ lóe lên lóe xuống sợ lắm. Theo như lời truyền miệng của những người cao tuổi, ma chơi là một đốm sáng bay lơ lửng trên không, thường có màu xanh lá hoặc trắng, vàng. Chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, trên những đoạn đường vắng, đặc biệt thường xuất hiện ở các nghĩa trang, khu mộ hoặc nơi có xác chết động vật. Chúng thường xuất hiện đơn lẻ hoặc là một cặp. Đôi lúc, chúng còn nhảy múa trước mặt, vờn qua vờn lại rồi biến mất. Rồi lại xuất hiện và hành động này lặp lại nhiều lần. Đáng sợ nữa là khi ma chơi thấy con người thì lập tức bám theo. Mình mà chạy là các cụ bảo là chạy là nó còn đuổi theo, nó theo, nó hút theo cái chiều gió này của mình này. Đấy là các cụ là người người ta chỉ đứng xa để ta nhìn thôi, chứ không ai người ta đến gần. Người phương Tây cũng tin là có ma chơi. Họ cho rằng ma chơi trêu chọc con người, nhưng đều có mục đích cả. Nếu người bị trêu là người tốt, thì nó sẽ dẫn họ đến với kho báu. Còn nếu đối phương là kẻ xấu, thì ma chơi sẽ trừng trị họ. Riêng người dân xứ Wales, họ tin là mỗi khi ma chơi xuất hiện, thì đó là điểm giữ mà Thánh David tạo ra để báo trước cái chết của một người nào đó trong vùng. Căn cứ vào địa điểm mà ma chơi hay xuất hiện là các khu nghĩa trang hay nơi chôn xác động vật, các nhà khoa học đã dự đoán và tiến hành nghiên cứu chứng minh được bản chất của hiện tượng ma chơi. Đó là khi động vật chết đi và xác bị chôn vùi sâu dưới lòng đất, trong môi trường kín, hiếm khí và hoạt động phân hủy của vi khuẩn. Chất phốt pho có trong xương và răng đã chuyển hóa thành phosphin pH3 và diphosphin P2H4. Khi hỗn hợp này theo kẽ hở từ lòng đất thoát ra ngoài, gặp không khí, chúng lập tức bốc cháy. Phosphin là một chất có khả năng bốc cháy và tỏa ra ánh sáng dưới nhiệt độ là 150 độ C. Tuy nhiên thì diphosphin là một chất dễ cháy, có khả năng bốc cháy ngay ở điều kiện nhiệt độ thông thường. Khi diphosphin bốc cháy sẽ nâng nhiệt độ của phản ứng lên trên 150 độ C. Lúc này phosphin bốc cháy tạo ra ngọn lửa huyền ảo, khiến người ta nghĩ đó là ma chơi. Đến đây, câu hỏi đặt ra là tại sao người ta chỉ thấy hiện tượng ma chơi xảy ra vào lúc trời tối? Vậy ban ngày, hiện tượng ma chơi có hay không? Phosphin là một chất rất độc và ở điều kiện phòng thí nghiệm thông thường rất khó để có thể điều chế ra phosphin.
phosphin. Tuy nhiên, khi phosphin bốc cháy trong không khí sẽ cho ngọn lửa tương đồng với phospho trắng cháy trong oxy. Vì vậy, để dễ liên tưởng, chúng ta có thể quan sát thí nghiệm phospho trắng cháy trong oxy. Trên tay tôi là một ống nghiệm đựng phospho đỏ và trên nắp của ống nghiệm có nút bông để ngăn cho phospho trắng được sinh ra tiếp xúc với oxy. Để quan sát được phản ứng hóa học dễ dàng hơn, sau đây chúng ta sẽ cùng quan sát thí nghiệm trong bóng tối. Phospho đỏ sẽ được chuyển thành phospho trắng dưới tác dụng của nhiệt độ. Vì vậy, chúng ta sẽ hơ ống nghiệm lên trên đèn cồn ạ. Bây giờ, chúng ta sẽ mở bông ra để cho phospho trắng được tiếp xúc với oxy trong không khí. Phospho trắng khi tiếp xúc với oxy sẽ ngay lập tức thực hiện phản ứng cháy. Sau đây mời quý vị cùng quan sát thí nghiệm trong điều kiện ánh sáng thông thường. Lúc này hơi phospho trắng đã bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên chúng ta không thể quan sát được ngọn lửa. Chúng ta sẽ cùng mở bông để cho phospho trắng được tiếp xúc với cả oxy trong không khí. Mặc dù chúng ta có thể quan sát được hiện tượng gây nổ nhưng hoàn toàn không thể nhìn thấy được màu của ngọn lửa. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hiện tượng ma chơi xuất hiện vào cả ban ngày và ban đêm. Tuy nhiên, trong điều kiện ánh sáng của ban ngày, chúng ta khó có thể quan sát được ánh sáng phát ra từ phản ứng hóa học này. Vì thế, chúng ta chỉ có thể gặp hiện tượng ma chơi vào buổi tối, khiến cho người ta cảm thấy hoảng loạn. Có một điều bí ẩn nữa là theo lời truyền miệng của các bậc cao niên kể lại, những người gặp ma chơi thường bị trêu chọc. Nếu họ không chạy thì thôi, hễ bỏ chạy là bị đốm lửa bám đuổi theo. Nếu đây chỉ là phản ứng cháy của các hợp chất của phospho trong không khí, thì tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ này? Phosphin và diphosphin đều là chất khí cháy lơ lửng trong không trung. Vì vậy, khi người gặp hiện tượng này hoảng sợ bỏ chạy sẽ tạo ra một luồng không khí hút theo phản ứng này, khiến cho người ta cảm thấy rằng càng bỏ chạy thì ma càng đuổi theo. Theo các nhà khoa học, khi người chứng kiến bỏ chạy, sẽ xuất hiện một dòng xoáy không khí ở phía sau lưng. Vì phosphin và diphosphin cháy lơ lửng trong không khí, nên sẽ bị dòng xoáy này hút theo, khiến chúng ta có cảm tưởng là ma chơi đang đuổi theo. Càng chạy nhanh, dòng gió xoáy càng mạnh, khiến ma chơi càng mạnh mẽ bám theo. Như vậy, điều này không có gì là đáng sợ và bí hiểm.